Trong giờ phục trang nghiêm thanh tịnh này, hề nàn tôn tượng đàn sanh và chư tôn đức tăng ni đang từng bước nhẹ nhàng thành thơi quang lâm về lễ đài tại đạo tràng chùa Trúc Lâm để chính thức cử hành đại lễ Phật đàn. Mừng Phật đàn muôn phương cùng thiết lệ, cũng dường ngày cảnh đảng Đức Thích Ca, nguyện chúng sanh nhuần giáo lý Phật đà, cầu nhân loại sống hòa bình thiện mỹ. Mừng Phật đàn muôn phương cùng mở hội, hoa vô ưu muôn kiếp nở một lần, người nối người đồng hòa vòng thiết tha, tay trong tay lòng chung lòng hoan hỷ. Mừng Phật đàn thiêng liêng ngày thiên kỳ, ánh đào vàng chiếu rọi khắp trần gian, đưa chúng sanh hòa ánh đào huy hoàng, không một ai còn lầm đường lạc lối. Mừng Phật đàn khắp mười phương ba cõi, hoa vô ưu muôn kiếp nở một lần, nay Phật đà ban pháp nhũ từ ân, cùng quê hướng đón mừng ơn tế độ. Chúng sanh khổ nguyện lên đường cứu khổ, chúng sanh đau nguyện chia sẻ hết đau, thuyền thanh lương đưa muôn loài lên tàu, vượt bát nạn tam đồ trầm luân mài. Hoa từ bi nở trên đầu quan ải, ánh đào vàng bắn giới tuyết chia xa, khắp chúng sanh đều là con một nhà, bởi bất giác nên trầm kha thống nội. Mừng Phật đàn muôn phương cùng chiếu rồi, ánh đào màu tráng trải đức từ bi, mỗi một người thắp đuốc lên mà đi, đâu còn ngày đêm dài và trăm tối. Mừng Phật đàn trần gian cùng tắm gội, nước cam lồ dìu ngọt vẫy cành dương, bát chánh đạo chính là tám con đường, dù muôn lối nẻo về điều duy nhất. Mừng Phật đàn mười phương đều niệm Phật, cho Phật tâm Phật tánh tỏa hào quang, nguyện trần gian và thế giới ba ngàn, từ vô thị đến vô chung thoát khổ. Mừng Phật đàn người người đều niệm Phật, cho Phật ân trang trải khắp diêm phù, ánh đào vàng chiếu rọi đến thiên thu, biển trần khổ quay đầu là mỹ ngàn. Mừng Phật đàn hoa vô ưu bừng nở, kết thành hoa giải thoát hoa từ bi, đèn trí tuệ thắp sáng lên mà đi, mới đích thực cũng dường ngày Phật đàn. Kính mừng Phật đàn sanh, mười phương thế giới chúng sanh đều nhờ, thoát ra bến mộng sông mê, quay đầu bể khổ là bờ lạc băng, hòa reo vui sống đào vàng, dẫn thân tế độ trên đàn thiên. Đẹp trong như thể trăng rằm, thanh cao như thể từ tâm vô nghị. Kính mừng ngày Phật đàn sanh, vô ưu thọ hạ trong làng bán mai, ca tỳ la về hoa cài, thần dân quốc thích đem ngay rước về, phàm vương toại nguyện ước thề, ma gia mẫu hầu đời chờ đã lâu. Nhạc trời trội khúc mưa chầu, thiên nhân hớn hở cùng châu ta bà. Nay mừng thái tử đạt đa, mai sau thành Phật Thích Ca Mâu Ni. Hoàng khai giáo pháp từ bi, ngàn phương muôn hướng đều vì đồ sanh. Trong giờ phục trang nghiêm thanh tịnh, những bước chân an lạc giải thoát của chư tôn trưởng lão hòa thượng, chư thượng tòa đại đức tăng ni đã quang lâm và bác tổ chức đại lễ Phật đàn Phật lịch 2566, dương lịch 2022, chúng con được chính thức cung nghinh thánh tượng đàn sanh quang lâm lễ đài, ban chuông cổ từ chuông đồng bát nhà để cung nghinh thánh tượng đàn sanh quang lâm lễ đài chùa Trúc Lâm, do cộng đồng Phật giáo vùng Hô Đồ
tiểu bang tất sự tổ chức sáng hôm nay kính mừng Phật đản sanh, cùng nhau thiết lệ chân thành thiết tha, bất luận nam nữ trẻ già, giàu nghèo không kể, gần xa không màng, bất luận thành thì không tăng, cũng đều mở hồi đàng hoàng trang nghiêm, giống chuông pháp tổ vang rền, mười phương ba cõi hoan nghênh cúng dường. Kính mừng ngày Phật đản sanh, đất kia cùng thầm đời sanh cúng dường. Đưa tay bầm biện pháp luân, vô thị độ tầng vô chung độ cùng, ngũ si tập độ lao lưng, tiểu nhân hướng anh hùng cùng quy, tiểu nghi cho đến đại nghi, từ đây là tiếng đường đi lối về, dòng sông ôm ấp con đê, đầu nguồn cuối còn để về nước reo. Kính mừng ngày Phật đản sanh, muôn phương ngàn hướng chúng sinh đều nhờ thanh gương đi về đưa vào, mặt đường sinh tử nặng đeo luân hồi, giống thuyền bát nhã ra cứu người làm phục vớt người nằm luân. Phật đản hôm nay lại trở về, niềm vui bừng dậy khắp thành quê, hoa đàm của nước còn tâm ngát, chuyển hóa trần gian bớt não nề, bài bước nhẹ nhàng trên đài sen, một tay chỉ thẳng để cúng thần rằng ghi tuệ giác là hơn hết nền tảng chân. Mời toàn thể đạo tràng cùng ngồi xuống hướng vọng thế đài, chính thức bắt đầu cho đài lễ Phật đản. Phật lịch 2566, dương lịch 2022. Chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý vị quan khách, quý hội đoàn, quý thân hào nhân sĩ, truyền thông báo chí, đồng kính thưa toàn thể quý đồng hương Phật tử gần xa thân mến. Hôm nay ngày mồng 8 tháng 4 âm lịch, một lần nữa những người con Phật trên khắp hành tinh này hân hoan đón mừng ngày khánh đàn của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Niềm hỷ lạc dâng trào như tắm gội ánh sáng thiêng liêng từ kim thân của Thế Tôn. Cách đây hơn 25 thế kỷ, vào ngày trăng tròn tháng tư âm lịch, Bồ Tát Hồ Minh đã giáng trần qua hiện thân của Thái tử Sĩ Đạt Đa làm con vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Ma Gia. Ngài vì lòng từ bi cao cả an lạc giải thoát cho chúng sanh nên xuất hiện ở cõi Ta Bà, rồi xuất gia tu hành thành đạo dưới cội cây Bồ Đề. Hiệu là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, giáo chủ của ba cõi, bậc thầy của muôn loài. Nghe sen khởi đồng trong đầm, nghe chuông điểm nhẹ đêm rằm trầm hương, nghe bất diệt giữa vô thường, nghe chim trội nhạc cũng dường đảng sanh. Thật vậy, cứ vào mỗi đồ tháng tư âm lịch trở về, hoa sen bắt đầu nở rộ, hóa sen nở báo hiệu mùa Phật đản lại trở về với người con Phật. Niềm cảm xúc hân hoan vui sướng bằng mọi phương tiện, nơi nơi chốn chốn đều thiết trí lễ đài cung nghinh thánh tượng đản sanh, cờ lồng phát phượng đèn say ngũ sắc bay khắp bốn phương, nhất tâm tưởng niệm ơn đức cao dày của Đức Thế Tôn. Chúng con vẫn biết mọi pháp hình tướng đều là sinh diệt màu nguyện không thật, nhưng đạo tràng chùa Trúc Lâm cũng như cộng đồng Phật giáo vùng Hư Đồ Bát Thinh Tất Xịt chúng con không biết vận dụng cách nào cả hơn, nên tạm mượn các pháp hữu hình hữu tướng sinh diệt màu nguyện ấy để tri ân pháp bất sanh bất diệt và đức
từ phù đã thấy ra một cách thấu triệt vẹn toàn. Ngài đã suốt 49 năm tuyên thuyết khai thị pháp vô sanh diệt cho hàng thánh tam thừa liễu triệt và ngoài đạo phàm phu được thấu tỏ. Đức Phật xuất hiện mang ánh sáng đến với cõi đời, và ánh sáng đó được những đệ tử của Ngài trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, vượt qua biên giới quốc gia để soi rọi khắp nơi. Việc đem ánh sáng giáo pháp của Đức Phật đến vào với cuộc đời đã trở thành sứ mệnh thiêng liêng cao cả của những người đệ tử Đức Phật từ bao đời nay. Nhớ niệm về ngày khánh đàn của Đức Phật là nhớ niệm về sự xuất hiện và ánh sáng quang minh Phật pháp trong việc đẩy lùi bóng tối của vô minh, khai mở Phật tính cho mọi người. Sau khi giác ngộ, Ngài giải thoát, Ngài thắp lên ánh sáng niềm tin và trí tuệ cho chúng ta, giúp ta thấy được sự thật của cuộc đời, thấy được con đường tu tập đến được sự giải thoát an vui. Đến hôm nay, giáo pháp của Ngài tuyên thuyết ngày càng sống động nhiệm màu, thế giới loài người đều quy ngưỡng. Với ý nghĩa cao cả đó, hôm nay cộng đồng Phật giáo vùng Hồ Đồ Austin Texas cùng đạo tràng chùa Trúc Lâm tổ chức buổi lễ Phật đàn lần thứ 2486, Phật lịch 2566, Dương lịch 2022. Đó là lý do của buổi lễ sáng hôm